Nhà sách Anel Blaja, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu đây là các dòng bút màu nha, bút vẽ viền hoặc là bút mình có thể tới đây nhà sách để tham khảo và mua và lựa các loại bút mà mình có thể mình đã cần nha. Đây, đây bút màu.